Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh này tại Việt Nam, do số người Việt lao động ở nước ngoài trở về nước ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rất lớn, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh luôn thường trực. Người nhập cảnh trái phép đang ngày càng dùng những cách tinh vi hơn hòng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Mới đây, lực lượng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phát hiện một đối tượng núp trong cabin xe tải để trốn cách ly. Qua kiểm tra, chiếc xe tải này mang biển kiểm soát 37C34757 do lái xe Võ Thanh Thời, sinh năm 1977, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã phát một người đàn ông trốn trên xe trần cabin, tên là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1988, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đối tượng cho biết mục đích để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà không phải cách ly. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đưa Hiền đi cách ly, hết thời gian cách ly sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Không chỉ có tại Hà Tĩnh mà trên tuyến biên giới phía Bắc của nước ta, để đảm bảo an toàn dịch bệnh thì các địa phương của tỉnh Quảng Ninh, nơi mà có đường biên giới với Trung Quốc kéo dài, đã tiến hành lắp đặt các camera dọc tuyến biên giới nhằm kiểm soát chặt chẽ công dân xuất nhập cảnh. Đặc biệt là camera sử dụng trí tuệ nhân tạo đã được thí điểm để kiểm soát tốt hơn. Tại địa bàn xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái đã lắp đặt thí điểm hệ thống camera có sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Loại camera này có khả năng quét góc rộng, giám sát được vào ban đêm, nhận diện và tổng hợp các đối tượng, đồng thời còn được sử dụng để cảnh báo các hoạt động vận chuyển hàng lậu, dự báo và tìm kiếm cứu nạn. Còn huyện Bình Liêu cũng đã lắp đặt xong một camera tại khu vực trọng yếu và đang lên kế hoạch lắp đặt diện rộng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương biên giới thành lập rào chắn, lắp đặt camera giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chuyển sang những tin tức nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 tháng 1 cho đến 24 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2021, các địa phương sẽ bắt đầu bước vào đợt lấy nước đợt 2, phục vụ cho gieo cấy vụ đông xuân năm 2020-2021. Trước đó, thì trong 4 ngày, từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2021, công tác lấy nước đổ ải đợt 1 đã được triển khai. Tuy nhiên, thì một số tỉnh diện tích lấy nước đợt 1 còn thấp, ghi nhận tại Hải Dương. Kết thúc xả nước đợt 1 vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, diện tích có nước toàn tỉnh Hải Dương đạt 9,2%, chủ yếu phục vụ trà xuân sớm. Đến ngày 25 tháng 1, diện tích có nước tăng lên 14.500 ha, đạt 26%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, kết quả diện tích có nước đợt 1 thấp hơn so với năm trước do những nguyên nhân như kế hoạch gieo trồng thực tế của Hải Dương trà xuân sớm chỉ chiếm dưới 8% diện tích, nên các địa phương đã chủ động lấy nước phù hợp theo kế hoạch. Bên cạnh đó, trong đợt 1, Hải Dương ưu tiên thực hiện vừa thao rửa kênh trục, vừa trữ nước để tiếp tục phục vụ sản xuất. Trong khi thời gian xả nước đợt 1 lại trùng vào đợt rét đậm rét hại, nên tiến độ lấy nước có phần chậm lại. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, đợt 2 là đợt lấy nước chính, vì vậy mà Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch lấy nước, đưa nước đổ ải phù hợp theo kế hoạch gieo cấy và cơ cấu thời vụ của địa phương. Bên cạnh đó, thì tỉnh này cũng sẽ chủ động tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông Trục Cao để tích cực lấy nước và phấn đấu cơ bản hoàn thành đổ ải xong trong thời gian lấy nước đợt 2. Thưa quý vị, cá tầm thuộc phụ lục 2 công ước quốc tế và buôn bán động vật thực vật hoang dã nguy cấp được cơ quan CITES Việt Nam và các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc. Tuy nhiên, thì hiện nay có một số các loài cá tầm nhập khẩu dùng làm thực phẩm lưu thông trên thị trường chưa rõ nguồn gốc và không thực hiện kiểm dịch, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, môi trường và sản xuất cá tầm tại Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu là phải lập đoàn liên ngành và xử lý chấm dứt tình trạng này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với địa phương thu mẫu cá tầm thương phẩm tại chợ Yên Sở, thành phố Hà Nội và chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, có nhiều mẫu cá tầm thương phẩm được xác định hình thái không phù hợp với loài cá tầm được phép kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm cá tầm Beluga, cá tầm Nga, cá tầm Sterlet, cá tầm Siberia và cá tầm Trung Quốc. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các bộ ban ngành địa phương tăng cường kiểm tra việc lưu thông vận chuyển kinh doanh cá tầm trên thị trường nhằm ngăn chặn việc trà trộn cá tầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người nuôi và người tiêu dùng trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các hiệp hội sản xuất kinh doanh tiếp tục nắm bắt,
trao đổi thông tin việc kinh doanh cá tầm tại Việt Nam, phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp thời xử lý. Để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu tôm cho đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, tại hội nghị tăng cường quản lý giống tôm nước lợ vừa được tổ chức tại Sóc Trăng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã đề nghị các ngành liên quan và địa phương cần phải chú trọng vào các giải pháp quản lý chất lượng và sản xuất giống tôm nước lợ. Với kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2021 trên diện tích 740.000 ha, nhu cầu tôm giống là rất lớn, khoảng 130 tỷ con và khoảng 250.000 con tôm bố mẹ. Theo đó, thì các cơ sở doanh nghiệp giống phải tuân thủ các tiêu chí về tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất giống, đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất, sạch bệnh, kiểm tra con giống đầu vào cũng như rà soát việc cấp giấy chứng nhận vùng nuôi và cơ sở nuôi theo đúng quy định. Đồng thời, công tác kiểm soát dịch bệnh trên con giống tôm xuất bán phải chặt chẽ, đúng quy trình, không để cho con giống không đủ tiêu chuẩn đưa ra sản xuất và gây rủi ro cho người nuôi tôm. Một tin vui đối với ngư dân, cá ngừ đại dương là mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao cho ngư dân. Mới đây, ngư dân ở cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang vừa trúng đậm vụ cá ngừ đại dương ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Nhiều tàu cá của ngư dân trở về đất liền đầy ắp cá ngừ đại dương. Mỗi con có trọng lượng khoảng từ 35 đến 55 kg. Cá đưa lên bờ bán cho thương lái với giá hơn 100.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận của Ban Quản lý Cảng Hòn Rớ, so với cùng kỳ năm 2020, lượng cá ngừ đánh bắt có chiều hướng tăng. Mẻ lưới cuối năm này đã giúp nhiều ngư dân địa phương có cái Tết đủ đầy. Đến cuối năm 2020, Nghệ An đã có 280 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,36%. Sau khi về đích nông thôn mới, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh này vẫn tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. Nhờ dồn điền đổi thửa, anh Hoàng Văn Tâm ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được trang trại lên tới 4 hectare. Ngoài ao cá, anh Tâm còn nuôi gà thả đùi, mỗi lứa từ 3.000 đến 5.000 con. Chăn nuôi theo hướng hàng hóa, số lượng lớn, đầu ra khá thuận lợi. Đầu năm thì mình thạc 5.000, nhưng mình mà nuôi cái số lượng lợn thì có cái xe ở các nơi họ đến, ở Quảng Bình cũng ra, ở tỉnh cũng ra. Còn đây là vườn cam trồng theo chuẩn Việt Gáp, rộng 10 hectare của gia đình chị Hương ở xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn. Sản phẩm cam nhà chị hiện đã được công nhận đạt OCOP 3 sao, đang vươn ra thị trường lớn ngoài tỉnh. Từ cái khi mà xây dựng được cái chương trình Việt Gáp và cái chương trình cái OCOP mà vậy là cái chương trình là truy xuất nguồn gốc về cái tem mác á, thì là người dân rất là có lợi, người tiêu dùng thông thái là không nhầm lẫn được với cái cám như vậy, cái cám trôi nổi ngoài thị trường, là có cái tem là họ truy xuất, là họ biết được cái địa chỉ của mình, cho nên là họ tin tưởng là bán được rất là nhiều. Giai đoạn 2016-2020, chương trình nông thôn mới của tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng được gần 1.500 mô hình nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng và đặc sản thế mạnh của tỉnh theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. Huyện đã ban hành và sẽ triển khai thực hiện các cái đề án phát triển cái cây nguyên liệu để gắn với chế biến công nghiệp trên địa bàn. Cái thứ hai là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là cái ứng dụng cái nông nghiệp công nghệ cao để phát triển sản xuất, gắn cái sản xuất liên kết hợp tác gắn với đầu ra của sản phẩm. Những kết quả nổi bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã đem đến cho người dân một luồng sinh khí mới, tạo tư duy mới, sức lan tỏa trong phát triển kinh tế, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tạo bước đột phá cho thu hút đầu tư phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.